Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Rò rỉ ảnh chụp lén Quốc Trường ôm hôn Minh Hằng ở quán bar, tình tứ đến mức không sợ bị phát hiện. Giữa lúc showbiz chưa xuất hiện thêm nghi vấn tình cảm nào, chân tình đứng ngồi không yên khi hình ảnh thân mật của Minh Hằng và nam diễn viên Quốc Trường bị rò rỉ. Theo đó, vào tối ngày 18 tháng 4, Minh Hằng và nam diễn viên Quốc Trường đã bị bắt gặp thân thiết trong chính sinh nhật của nam diễn viên. Đáng nói, không lựa chọn địa điểm riêng tư, cặp đôi này công khai xuất hiện, thậm chí còn có những cử chỉ vượt quá mức tình bạn ở một quán bar tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đây là buổi sinh nhật mà Quốc Trường đứng ra tổ chức để có khoảnh khắc riêng tư. Minh Hằng có mặt rất sớm trong buổi tiệc này. Ngay sau khi thấy người đẹp, nam diễn viên Quốc Trường liền tiến đến chỗ bạn gái và ôm chầm lấy cô. Trong suốt buổi tiệc, cả hai dính nhớ nhau và liên tục có những hành động thân mật. Không chỉ ôm ấp, hôn má trước hội bạn, Quốc Trường và Minh Hằng thậm chí còn ngồi riêng một góc để hôn nhau. Việc Quốc Trường công khai ôm ấp tình cảm với Minh Hằng ở nơi đông người như để chứng minh mối quan hệ không chỉ dừng lại ở tình đồng nghiệp. Minh Hằng và Quốc Trường từng hợp tác trong phim Bảy Ngọt Ngào. Rất có thể đây là mối lương duyên khiến cặp chị em cách nhau một tuổi này nên đôi. Điều đáng nói là Quốc Trường từng thổ lộ Minh Hằng chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Tôi không biết mình có vấn đề gì về tâm lý hay không. Tôi tiếp xúc với gái đẹp nhiều nên chắc chắn có rất nhiều đối tượng đẹp và ngoan. Nhưng trái tim tôi hiện tại chưa có cảm xúc. Tôi cần một người có thể không cần đẹp, không cần hiền, hung dữ luôn cũng được, nhưng khiến tôi cảm thấy đây là người để yêu, để cưới. Người khiến tôi có cảm xúc là người tôi chỉ cần gặp một lần đầu tiên là biết liền. Tôi thích kiểu người con gái cá tính, thông minh, bản lĩnh như Minh Hằng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.